tháng 7 năm 2019, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Nga Việt Nam Evgeny Glazunov từ trần sau phần lớn thời gian cuộc đời gắn bó với Việt Nam và ra mắt nhiều cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thừa hưởng từ cha tình yêu với Việt Nam, con gái ông, chị Svetlana Glazunova đã tiếp nối công việc lan tỏa lòng kính trọng và những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trên đất Nga. Chị Svetlana Glazunova, có tên tiếng Việt là Hằng, giảng viên dạy tiếng Việt tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, đang chuẩn bị cho buổi ra mắt bản dịch thứ hai về Bác Hồ. Tình yêu của chị với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh có từ khi cùng cha sang công tác tại Việt Nam, và khi giảng dạy, những câu chuyện về Bác vẫn xuất hiện trong các bài giảng của chị. Chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng giải thích cho sinh viên là Bác Hồ không chỉ là một cái nhà cách mạng vĩ đại, nhưng mà là một nhà yêu nước rất là vĩ đại. Và đã tìm được một cái đường, một con đường giải phóng dân tộc của mình rất là đúng. Và bây giờ sinh viên Nga cũng hiểu điều đó được rồi. Và cái đó thì tôi đừng theo Hằng rất là mừng về điều đó. Tôi thì trong trên cái cương vị công tác của mình rất là may mắn được làm quen với cả gia đình bác Glazunov cũng như là chị Sveta Glazunova. Đó là cái truyền thống gia đình của bác Glazunov qua những cái nhiều thế đã được truyền lại cho chị Sveta. Hôm nay thì chị Sveta và đang tiếp tục cái ngọn lửa truyền thống gia đình truyền lại cho những cái thế hệ sau nghiên cứu về Việt Nam. Đó là một cái điều rất là tốt, bởi vì cái thế hệ trẻ ngày nay thì cần phải được tiếp tục những ôn lại và tiếp tục có được những cái truyền thống, xem lại những cái trang đối thoại về văn hóa lịch sử của nhân dân hai nước. Với hai cuốn sách Bác Hồ viết di chúc và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô mà chị góp công chuyển ngữ, giúp chị cảm nhận sâu sắc hơn những câu chuyện về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước Việt Nam vẫn đều đặn xuất hiện trong các bài giảng của chị về sau này.